Xin chào các bạn đã quay trở lại với cái video tiếp theo trên kênh YouTube Liêm. Thì ở trong cái video này mình sẽ chia sẻ cho bạn cách để mình mua một cái tài khoản HMA, tài khoản Gmail, tài khoản TikTok Beta ở trên web này nhá. Thì trong cái thời gian vừa rồi có rất là nhiều anh chị em khi mà liên hệ mình ấy, tuy nhiên là cái số lượng cũng rất là nhiều nên là mình sẽ tích hợp ở trên cái website này. Anh chị em chỉ cần nạp tiền vào đây và chúng ta có thể mua tự động ở đây được nhá. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em chi tiết cái cách để mình sử dụng cái trang web này nhé. Thì đầu tiên thì anh em sẽ truy cập cho mình vào cái đường link là kiếmtiền.tiktok.vn này. Đây, kiếmtiền.tiktok.vn gạch chéo tài khoản nhé. Đó, thì sau khi mà anh em vào cái đường link đấy rồi thì nó sẽ xuất hiện ra một cái giao diện trang web như thế này. Đó, thì trong cái trang web này sẽ có rất là nhiều cái mục để anh em mua nhé, ví dụ là Gmail này, CapCut này, Canva này, tài khoản HMA này, tài khoản TikTok Beta nhé. Thì đầu tiên ấy thì để mua một cái tài khoản ấy thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đăng ký một cái tài khoản ở trên web này nhé. Thì đầu tiên thì bạn sẽ truy cập cho mình vào cái là bạn chưa đăng nhập này. Đó, sau đó nó sẽ xuất hiện một cái phần là đăng ký ở đây. Đó, mình kích vào đây. Thì tiếp theo ấy, phần trong cái giao diện đăng ký này sẽ nó có bao gồm là tên đăng nhập này, địa chỉ email này, mật khẩu này và anh em xác nhận lại cái mật khẩu này. Sau khi mà mình điền hết tất cả các thông tin vào đây rồi thì mình sẽ bấm vào phần đồng ý với chính sách này. Mình sẽ tiến hành vào phần đăng ký. Đó, thì sau khi mà anh em đăng ký xong rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đăng nhập vào cái tài khoản nhé. Đó, thì đây là cái giao diện khi mà mình đăng nhập một cái tài khoản thành công rồi nhé. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành này. Bước tiếp theo ấy là mình sẽ tiến hành mình nạp tiền vào trong cái tài khoản này. Đó, thì bây giờ là tùy thuộc vào anh chị em muốn mua cái gì thì mình sẽ truy cập vào mình nạp tiền vào nhá. Thì anh em để ý cái phần phía bên tay trái này thì nó có cái phần là nạp tiền ở đây. Có cái phần ngân hàng này thì mình sẽ kích vào đây nhá. Đó, thì sau khi mà kích vào đây ấy, thì nó sẽ có phần là nạp tiền theo cú pháp này. Thì bây giờ anh chị em mình sẽ quét cho mình cái mã này nhá. Đó, bây giờ mình sẽ quét cái mã này. Đây. Bây giờ mình sẽ thanh toán thử nhá. Ở trên điện thoại anh em dùng cái mã QR trên điện thoại. Đó, bây giờ mình thanh toán thử này. Thì sau khi quét xong rồi thì cái nội dung ấy thì anh em cứ để mặc định cho mình nhá. Anh em không thay đổi cái nội dung mặc định thì cái phần mềm nó đã tự lưu rồi. Đó, anh em chỉ cần bấm cái số tiền mà mình cần chuyển thôi. Rồi thì sau khi mà nạp tiền xong rồi thì anh chị em chờ cho mình khoảng tầm 30 giây nhá. Và anh em sẽ bấm vào phần load lại trang này. Đó, thì sau khi mà anh em chờ rồi ấy thì cái số tiền của mình nạp vào này, vừa mình nạp là 50.000 này. Đó, thì nó số tiền này đã được lên rồi nhá. 50.000 thì hiện tại bây giờ nó đang là 85.000 nhá. Và bây giờ tiếp theo ấy là mình sẽ tiến hành mình mua tài khoản. Vậy thì để mua tài khoản thì mình sẽ chọn vào cái phần là mục là mua tài khoản này. Đó. Thì ở đây nó có rất là nhiều cái tài khoản mà nó sổ ra này, ví dụ Gmail này, CapCut Pro này, Canva Pro Edu này, tài khoản HMA này, tài khoản TikTok Beta này. Đó, thì bây giờ anh em nào mà muốn mua tài khoản HMA thì mình kích vào nhá, mình chọn vào đây. Rồi. Thì ở đây cái phần này hiện tại bây giờ tài khoản HMA đây. Để mua cái tài khoản HMA này thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình kích vào đây. Ví dụ số lượng còn lại ở đây là 1 nhá. Thì em kích vào đây mua này. Đó, thao tác anh em bấm mua. Và tiếp theo tên sản phẩm thì mình để mặc định. Số lượng cần mua thì mình sẽ gõ là 1. Đó, thì nó hiện tầm phần tổng số tiền thanh toán là 80. Và mình sẽ bấm vào phần thanh toán. Đó, thanh toán thành công. Rồi thì sau khi mà thanh toán thành công rồi thì nó sẽ có phần mã giao dịch ở đây. Thì các bạn sẽ chú ý cho mình vào cái phần tải về nhá. Anh em sẽ bấm vào phần tải về cho mình. Đồng ý tải về. Đó, thì nó sẽ xuất hiện ra một cái file ở đây. Mình sẽ tiến hành mình mở lên này. Rồi thì sau khi mà anh em mua xong rồi thì nó sẽ hiện ra một cái mã như thế này. Và cái công việc của mình là mình sẽ copy cái mã này vào cái phần mềm HMA là xong. Đó. Vậy thì đó là cái cách để mình mua một cái tài khoản HMA trên cái web này nhá. Nó hoàn toàn là tự động.
Đó, sau khi mà anh em nạp tiền xong rồi thì em sẽ chờ cho mình khoảng tầm 30 giây để cái tiền đấy nó cập nhật vào trong cái tài khoản này của mình nhá. Đó, thì sau mà anh em muốn mua tài khoản gì thì anh em có thể lên đây anh em mua trực tiếp thì cho nó tiện, thì sẽ không sẽ tránh việc mất thời gian cho anh em. Đó, để nạp thêm thì em chỉ cần vào phần ngân hàng này rồi anh em nạp thêm thôi là được. Đó, và nếu như trong cái quá trình mà anh em mua ấy, mà có phát sinh cái vấn đề gì ấy, thì anh em có thể nhắn tin trực tiếp trên Zalo cho mình nhá. Đây, anh em có thể trực tiếp nhắn tin qua Zalo mình để ở đây. Rồi thì đó là cách để mình mua một cái tài khoản ở trên web. Và anh em nào có vấn đề gì thì anh em có thể liên hệ cho mình ở dưới bình luận của video này nhá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này, và chúc các bạn có một buổi tối tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.